Chào các bạn, mình là Hùng. Mình đến từ công ty Samurai Pen. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một bài nói về các lỗi thường gặp khi mà mình sử dụng cái dòng sản phẩm 2K mà rất nhiều các bạn đã inbox hỏi công ty là tại sao. Thì thứ nhất là mình trình bày về cái dòng sản phẩm 2K là gì để cho các bạn có kiến thức về sản phẩm 2K trước để mình dễ hình dung. Thì như các bạn biết ấy, là sơn trên thị trường ấy, là cái dòng 2K là nó sẽ có hai thành phần. Các bạn nhớ nhé, 2K ở đây nó ý nghĩa là hai thành phần. Thứ nhất mình đây mình ví dụ đây là sơn và thứ hai là đây là chất làm đông, thì mình trộn chung vào với nhau ấy, người ta sẽ gọi đấy là cái sản phẩm 2K. Đấy là thứ nhất, cái điều lưu ý thứ nhất. Thứ hai nữa là khi các bạn trộn vào với nhau rồi thì các bạn chỉ có thể sử dụng trong vòng từ 6 đến 8 tiếng thôi. Đấy là tất cả các dòng sản phẩm 2K nào cũng như thế cả, chứ không riêng gì sản phẩm bên mình. Đấy, nhất là đấy về kiến thức 2K là kiến thức chung của bên ngoài. Thì đây là cái chai 2K bên mình. Cái cách nhận diện thì các bạn rất là đơn giản, cái chai này nó sẽ có hai cái đầu. Đây là chai 2 đầu, thì chả có chai sơn đâu, có hai đầu trừ cái chai 2K bên mình cả. Đấy, thì dựa trên cái nguyên tắc chung là cứng và sơn thì bên mình đã thiết kế một cái thiết kế rất là đặc biệt, mình bỏ sẵn vào trong chai này rồi. Thì các bạn chỉ việc mua về và phun thôi, không phải pha viết lằng nhằng nữa các bạn nhé. Đấy, đây là cái ống bằng nhôm và bên mình sẽ bỏ cứng ở trong này. Đấy, cứng và sơn khi mà các bạn chưa sử dụng thì nó sẽ không được hòa trộn với nhau. Khi mà mình sử dụng ấy, mình mua về mình sử dụng, mình xác định mình sử dụng thì mình phải kích hoạt. Kích hoạt có nghĩa là mình cho cứng và sơn nó trộn chung với nhau và kích hoạt. Đấy, đây là chai 2K bên mình. Thì cái lỗi mà các bạn hay gặp ấy, là mình tổng hợp được có ba lỗi chính. Thứ nhất là không khô, thứ hai là bị nứt chân chim và bị nứt ấy. Tiếp theo nữa là các bạn phun nhưng mà phản hồi là không được bọc, không được mượt mà. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cái bài này mình sẽ nói luôn, cụ thể luôn. Không khô, vì đâu mà không khô? Các bạn lưu ý nhé, thứ nhất quên kích hoạt. Các bạn mua chai sơn về nhưng mà mình có lẽ mình vội vàng hay làm sao đấy không biết, mình phun, mình mở cái nắp ra mình phun đấy, hai đầu thì thấy cái đầu này có vòi phun, bạn phun luôn, quên cái đầu này, đấy là quên kích hoạt. Không khô là chắc ăn rồi, bạn có để đến bao giờ nó cũng không khô đâu. Thứ hai là bạn kích hoạt nhưng mà kích hoạt không đúng, thì mình sẽ lưu ý cho các bạn cách kích hoạt đúng. Đây nhé, đây là cái chai 2K của mình sẽ kích hoạt luôn cho các bạn biết như thế nào là kích hoạt đúng. Đây cái đầu đỏ này, đây đầu này để kích hoạt. Đấy thì mình đặt vuông góc xuống dưới mặt đất này hoặc mặt bàn nào cứng đấy thì mình sẽ kích hoạt một cách dứt khoát luôn. Đấy, đóng mạnh xuống. Đấy, thì sau khi mà các bạn đóng mạnh xuống thì các bạn ngửa cái đầu này lên của mình, bạn ngửa lên, bạn xác nhận một lần nữa là ok, đã kích hoạt rồi. Thế thì khi này bạn sẽ ngửa cái chai sơn lên nhá, lưu ý nhá, ngửa lên để cho cái ống cứng này, cứng nó trào xuống dưới. Đấy, cứng nó trào hết ra và tắt đều. Bạn lắc đều ít nhất 4 phút cho mình để cứng và sơn nó được trộn chung với nhau. Đấy, kích hoạt xong cứ để hướng cái đầu đỏ lên trên và cứ lắc đều 4 phút. Đấy là cái cách kích hoạt, nhớ kích hoạt và kích hoạt đúng. Thứ hai, cái lỗi thứ hai là cái lỗi là không đủ độ bóng. Đấy, vì sao không đủ độ bóng? Dạ thưa các bạn là các bạn phun không đủ 4 lớp cho mình. Bạn nhớ nhé, chai 2K bên mình đây là chai 2K bóng, chai 2K01 để phủ bóng thì các bạn phải phủ đủ 4 lớp, mỗi lớp cách nhau khoảng 8-10 phút tùy vào thời tiết thôi các bạn ạ. Đấy, phải đủ 4 lớp các bạn nhé, đủ 4 lớp thì cái bóng mới đủ dày và đủ đẹp được. Thì tiếp theo nữa, cái lỗi cuối cùng là các bạn bị nứt. Rất nhiều trường hợp mình rất tiếc là nhiều bạn đã sử dụng lớp cuối cùng rồi còn bị nứt nữa. Đấy, thì tại sao? Là nó có hai nguyên nhân chính thôi. Một là các bạn phun xong các bạn mang ra nắng, bạn phơi. Thì bạn lưu ý nhé, cái dòng 2K bóng bên mình, 2K01 bên mình là bạn không được phơi nắng, chỉ để trong mắt thôi. Đấy, phun xong mình để trong mắt để qua đêm, để khoảng 6 tiếng ấy, đó, cho nó khô, nó xe về mặt lại, mình lắp lên là được. Thứ hai nữa là cái lỗi này là nhiều gặp, rất là hay gặp luôn, là giữa hai cái lớp phun, mình nói các bạn chỉ 8-10 phút tùy thời tiết thôi, nhưng mà có nhiều bạn để khoảng tầm nửa tiếng sau mới phun, từ lớp thứ nhất đến lớp thứ hai, hoặc lớp thứ hai lớp thứ ba, lớp thứ ba lớp thứ tư, và để quá lâu thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp là cái bóng của bạn phun lên nó khô mất rồi, nó khô cái mặt mất rồi, thì bạn phun lớp thứ hai lên là nó sẽ bị nứt, vì cái bóng này nó có cái tác dụng ăn xuống dưới lớp dưới, nó tạo liên kết với nhau rồi. Đấy, nên là nó đã khô rồi thì nó chui như nó sẽ tạo cái hiện tượng, xảy ra cái hiện tượng là nứt. Đấy, thì đấy các bạn lưu ý nhé, cái dòng 2K thì các bạn hay gặp ba lỗi là chính rồi. Ok các bạn nhé, mình chào các bạn.